4 điều nhất quyết đừng làm nếu muốn có rắn bụng 6 múi. Để mà các bạn có được rắn bụng hay là 6 múi á, thì cái việc mà các bạn luyện tập là chắc chắn rồi. Và mình cũng đã làm rất là nhiều video về cái việc mà các bạn tập bụng hay là để mà có rắn bụng ha. Và ngoài cái yếu tố tập luyện á, thì chúng ta còn cái yếu tố cực kỳ quan trọng, đó chính là yếu tố dinh dưỡng. Dinh dưỡng á là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng, nó chiếm từ 70 cho đến 80% cái việc thành bại trong cái việc mà bạn xây dựng bụng 6 múi hay là rắn bụng ha. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay ha. Điều đầu tiên đó là đừng tránh tinh bột. Khi mà chúng ta nạp tinh bột vào cơ thể chúng ta thì cơ thể chúng ta nó sẽ hấp thu và sau đó là nó chuyển hóa thành năng lượng để phục vụ cho cái việc mà chúng ta hoạt động cũng như là luyện tập. Đồng thời với đó thì khi mà chúng ta nạp tinh bột vào cơ thể, cơ thể chúng ta cũng sử dụng cái nguồn năng lượng từ tinh bột này dự trữ vào cơ thể chúng ta, vào gan này, vào cơ bắp này, vào xương khớp này. Không ăn tinh bột hay là các bạn ăn quá ít tinh bột á thì sẽ khiến cho cơ thể chúng ta mệt mỏi, đuối sức, bồn ói, thậm chí là bị dị hóa cơ bắp và tăng cái khả năng lên mỡ bụng của chúng ta. Tinh bột á thì nó sẽ chia thành hai nhóm, đó là tinh bột hấp thu nhân và tinh bột hấp thu chậm. Tinh bột hấp thu nhân á là gồm có là cơm trắng này, bánh mì này, bánh ngọt này, bún phở này. Thì đây là những loại thực phẩm mà chứa tinh bột hấp thu nhân. Tinh bột hấp thu chậm á là những loại thực phẩm như là gạo lứt này, khoai lang này, yến mạch này, các loại đậu này, ngũ cốc này. Và khi mà các bạn bổ sung tinh bột á thì lời khuyên của bản thân mình cho các bạn đó là nên bổ sung cả tinh bột hấp thu nhân và tinh bột hấp thu chậm. Nhưng á là hãy ưu tiên bổ sung nhiều tinh bột hấp thu chậm. Cụ thể là như thế này, các bạn nên bổ sung khoảng tầm 20% tinh bột hấp thu nhân và 80% tinh bột hấp thu chậm. Đây là một cái tỷ lệ giúp cho các bạn là giảm mỡ tăng cơ hiệu quả, đặc biệt là giảm mỡ bụng, giúp cho bạn là nhân có bụng 6 múi và rắn bụng ha. Điều thứ hai đó chính là đừng tránh chất béo. Chất béo á thì cũng chia thành hai dạng chất béo, đó là chất béo xấu và chất béo tốt. Chất béo xấu á thì nó có trong các loại thực phẩm như là mỡ bò này, mỡ heo này, mỡ gà này, mỡ vịt này, những loại thực phẩm mà đồ chiên nhiều dầu mỡ này, các loại thực phẩm mà chứa thức ăn nhân, thì đây là những thực phẩm mà chứa chất béo xấu. Còn những loại thực phẩm mà chứa chất béo tốt là những loại thực phẩm như là cá này, cá biển á, rồi các loại hạt này, các loại đậu này, mắc ca này, óc chó này, hạnh nhân này, dầu ô liu này, đậu phộng này. Thì đây là những loại thực phẩm mà chứa chất béo tốt. Về chất béo á thì các bạn nhớ một cái điều này cho mình, đó là không được ăn chất béo xấu. Các bạn nhớ nha, không được ăn chất béo xấu mà chỉ được ăn chất béo tốt mà thôi. Thì đây là những cái loại thực phẩm mà chứa rất là nhiều chất béo tốt mà các bạn nên bổ sung ha. Điều thứ ba đó chính là đừng uống bia, rượu và nước ngọt. Thì đây là ba cái thực phẩm mà cực kỳ hại cho cơ bắp của chúng ta này. Nó ngăn cản cái quá trình mà phục hồi và phát triển cơ bắp chúng ta, đồng thời á sản sinh ra mỡ, đặc biệt là mỡ bụng. Vậy nên á, nếu mà các bạn muốn có bụng 6 múi này, muốn có rắn bụng này, thì ba loại thực phẩm này các bạn nên càng tránh xa càng tốt nha các bạn. Mình nghĩ rằng là ba cái thực phẩm này thì mình không cần phải giải thích nhiều ha. Mình chỉ đưa ra một cái thông tin, đó là các bạn đừng uống là bia, rượu và nước ngọt ha. Đó thì ba thực phẩm này các bạn né ra cho mình ha. Điều thứ tư đó là đừng để thiếu protein. Protein á có tác dụng đó là xây dựng và phát triển cơ bắp, phục hồi cơ bắp, giảm mỡ hiệu quả hơn. Và đương nhiên nếu mà các bạn muốn có rắn bụng 6 múi thì các bạn cần phải bổ sung đầy đủ protein thì mới giúp cho cái việc mà các bạn nhân có bụng 6 múi hay là rắn bụng được. Và cái tỷ lệ chuẩn để mà các bạn bổ sung protein đó chính là 2 đến 3 gram protein trên 1 kg trọng lượng cơ thể. Cụ thể hơn là như thế này, ví dụ bạn là 60 kg đúng không, thì một ngày á các bạn nên bổ sung khoảng tầm 120 g protein đến 180 g protein một ngày. Cụ thể hơn á là như thế này, nếu bạn là một người nặng 60 kg thì các bạn nên bổ sung khoảng tầm 120 g protein đến 180 g protein một ngày ha. Thì đây là cái tỷ lệ chuẩn khi mà các bạn bổ sung protein đó. Và cái nguồn mà bổ sung protein á thì các bạn có thể là bổ sung từ thịt, cá, trứng, sữa, các loại hạt, các loại đậu, soy protein,
vân vân. Thì đây là những loại thực phẩm mà cung cấp cho các bạn nhiều protein, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển cơ bắp, phục hồi cơ bắp, giảm mỡ, và đặc biệt đó là có bụng sáu múi, rắn bụng ha. Cuối cùng á, thì nếu mà các bạn mong muốn là giảm mỡ tăng cơ, hay là mong muốn là nhân có rắn bụng sáu múi hơn, thì các bạn có thể là đến với sản phẩm đó là soy protein. Soy protein á, cung cấp cho các bạn nhiều carb hấp thu chậm, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn luyện tập hiệu quả hơn, cũng như cung cấp cho các bạn nhiều protein, hỗ trợ cho cái việc mà các bạn phát triển cơ bắp, đặc biệt là cơ bụng đó.